Đây là một cô gái có vẻ bề ngoài bình thường, nhưng sức mạnh bên trong cô không hề tầm thường, chỉ cần hét nhẹ một tiếng đã khiến mọi thứ xung quanh vỡ vụn, bay như chim đánh hạ mọi kẻ thù, súng đạn cũng không có tác dụng đối với cô. Cứ tưởng cô là một siêu anh hùng đời thực, nhưng thực chất cô được hình thành từ một dự án đáng sợ, và nguồn gốc sức mạnh của cô chỉ bắt nguồn từ một ngôi trường vô danh. Sau khi Nhật chiếm được Hàn Quốc, nhiều người Hàn đã đổ xô bỏ chạy sang Nhật, trong đó có gia đình của Joran, nhưng bà mẹ kế không muốn đưa theo cô rời đi, vì thế mà bà ta đã nhẫn tâm gửi cô vào một trường học ở quê nhà, đó là một ngôi trường toàn là nữ sinh, còn bà ta cùng với bố của cô đã bỏ chạy sang Nhật. Ngày đầu thì cô giáo tỏ ra vô cùng hiền lành yêu thương học sinh, đến ngày thứ hai thì mới lộ bộ mặt thật. Quy tắc ở đây cũng vô cùng đáng sợ, chỉ cần vi phạm liền bị cho ăn vả, mỗi tối trước khi đi ngủ phải điểm danh, không ai được phép vắng mặt ở ngôi trường này dù chỉ là một phút. Trước khi đi ngủ, các nữ sinh được cho uống một loại thuốc lạ, Joran tỏ ra nghi ngờ nhưng cô giáo liên tục giám sát nên cô đã phải uống nó. Đến nửa đêm Joran đã bị một nữ sinh khác gọi dậy, là sinh viên mới nên cô không thoát khỏi bị bắt nạt, trong đó có Zuka là người ghét cô nhất, cô ta luôn tìm cách hành hạ Joran, may mà đã có một người bạn tên Sodam đã đến giải vây cho cô. Joran đang bị mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp, cô giáo đã hỗ trợ cô điều trị bệnh ở trong trường, ngày nào cũng phải truyền một loại thuốc mà Joran không biết đó là gì. Theo như cô giáo nói thì mỗi năm nhà trường sẽ chọn một nữ sinh có thể lực tốt nhất được cho đi du học ở nước ngoài, nhưng Joran đang bị mắc bệnh nên thể lực cũng không được tốt nên để trở thành người được chọn là rất khó, cô thì lại luôn muốn rời khỏi ngôi trường này. Vì thế kể cả khi các nữ sinh khác đã nghỉ ngơi, Joran vẫn chăm chỉ rèn luyện với hy vọng mình sẽ được chọn để đi du học nước ngoài. Hôm nay đang trong tiết học, không hiểu vì lý do gì mà một nữ sinh đã trở nên điên loạn lao đến tấn công Joran, vẫn là cô bạn Sodam lao đến giải cứu cô, nhưng sau đó cô nữ sinh kia đã ngã ra đất mồm thì sủi bọt. Sau chuyện này thì tình bạn của Joran cùng với Sodam càng trở nên thân thiết hơn. Sức khỏe của Joran cũng dần được cải thiện, cô cũng đã tiến bộ hơn trong các cuộc thi thể lực, điều đó chứng tỏ trong tương lai cô sẽ có khả năng cạnh tranh với người khác để được chọn đi du học. Nhưng thấy cô tiến bộ thì Zuka không hề vui, cô ta vẫn luôn ganh ghét Joran từ khi cô chuyển đến, nay sắp bị cô vượt mặt thì cô ta lại càng thêm ghét Joran. Để rồi sáng hôm sau khi vừa mở tủ đồ, Joran đã thấy bên trong là một con chim bám đầy máu, đó là do Zuka làm để cảnh cáo cô, cứ tưởng cô sẽ nhẫn nhịn cô ta như mọi khi, ai mà ngờ cô đã trực tiếp bóp chết con chim đó rồi đem xác đến vứt trước mặt cô ta, làm những nữ sinh khác cũng phải ngỡ ngàng trước hành động phản kháng của cô. Hôm nay khi đọc sách ở phòng ngủ, cô đã đánh rơi một mẩu giấy, đợi khi cúi xuống nhặt thì đột nhiên một cánh tay ai thò ra dọa cô, vội rụt tay lại khi cúi xuống xem là ai, không ngờ đó lại là một nữ sinh khác có gương mặt bị biến dạng. Ngay lập tức Joran đã gọi cô giáo đến kiểm tra, để đến sáng hôm sau mọi người đã phát hiện có một nữ sinh mất tích, cả trường đi tìm nhưng không thấy cô ấy. Joran cho rằng tối hôm qua cô đã nhìn thấy nữ sinh đó với gương mặt bị biến dạng, nhưng phía nhà trường đã thông báo rằng nữ sinh đó đã được người nhà đón về không còn học ở đây nữa. Không ngờ lúc này cũng có một nữ sinh khác lên cơn co giật ngã lăn ra đất. Joran bối rối không biết phải làm sao, đợi khi gọi cô giáo đến thì đã không còn thấy nữ sinh đó đâu. Rồi cô giáo lại thông báo rằng nữ sinh đó đã được chuyển sang trường khác, từ nay sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa. Điều này khá kỳ lạ, làm cho Joran nghi ngờ, nhưng cô cũng không thể làm gì khác ngoài việc giữ im lặng. Cơ thể cô cũng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện lạ, mấy ngày trước thể lực yếu ớt không thể chạy, ai ngờ đến hôm nay cô lại có thể nhảy xa hơn cả sân nhảy. Chứng kiến cảnh này, cô bạn Sodam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liên tục hỏi Joran xem cô là người hay là quỷ. Đối mặt với câu hỏi này, cô cũng không biết phải trả lời làm sao. Cô cũng cảm nhận được cơ thể mình không ngừng nóng lên, dường như nó đang muốn bộc phát một thứ gì đó. Joran đã đem những thay đổi kỳ lạ của cơ thể nói cho cô giáo, không ngờ cô giáo không hề cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của cô, thậm chí còn tỏ ra khá là vui mừng. Để rồi khi công bố kết quả ai là người được chọn đi du học, Joran đã là người đầu tiên được chọn. Điều này làm cho Zuka càng thêm phần đố kỵ cô, vì cô ta luôn cố gắng và nắm chắc phần thắng trong tay. Để đến giờ này Joran đã là người được chọn, làm cô ta bực tức liên tục đập mạnh Joran vào tường. Joran kìm nén bao nhiêu lâu nay giờ đã đến lúc cô bùng phát, không ngờ chỉ một tiếng hét của cô mà mấy tấm kính xung quanh đã vỡ vụn. Cô nhẹ nhàng bóp cổ Zuka rồi nhấc bổng cô ta lên, mãi đến khi cô ta gần tắt thở thì cô mới chịu buông tay. Chứng kiến cảnh này, những nữ sinh khác sợ hãi vội bỏ chạy khỏi đó. Điều khó hiểu là bị thủy tinh cắm vào tay nhưng Joran không hề cảm thấy đau. Sodam cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bạn mình. Điều khó hiểu hơn là sau khi chứng kiến cảnh bạo lực của Joran thì cô giáo không hề bực tức, thậm chí còn cảm thấy hài lòng về sự bộc phát này của cô. Mãi đến khi Joran cùng với cô bạn Sodam đi tìm lời giải đáp thì họ mới biết được sự thật. Nhờ vào việc nghe lén cuộc nói chuyện của cô hiệu trưởng cùng với lính Nhật, họ đã biết thực chất trường học này là một viện nghiên cứu của Nhật, nơi chúng sẽ đào tạo ra những chiến binh có năng lực đặc biệt đi chiến đấu cho chúng, bằng cách nhận dạy học những nữ sinh, sau đó thì cho họ uống thuốc
thuốc vào buổi tối trước khi đi ngủ, đó là loại thuốc giúp đánh thức năng lực đặc biệt trong con người, và Zoran là người đầu tiên bộc phát siêu năng lực của mình, từ đó cô mới có sức mạnh hơn những nữ sinh khác và tương lai cô sẽ được đưa đến chiến trường chiến đấu. Sau khi biết được sự thật thì họ mới biết ngôi trường này rất đáng sợ. Zoran cùng với Sodam đã quyết định sẽ bỏ trốn khỏi đây. Nhân lúc cả trường tập trung thì hai người họ đã bỏ chạy vào trong rừng với hy vọng sẽ chạy ra được đường lớn để thoát khỏi đây. Nhưng càng đi càng không tìm được người nào để nhờ sự giúp đỡ. Mãi đến khi chạy đến vách núi thì họ mới phát hiện nơi đây đều được bao quanh bởi căn cứ của lính Nhật, cũng có nghĩa là họ sẽ không thoát được khỏi đây nếu không được phép. Không ngờ là hai người đã bị một tên lính Nhật phát hiện ra. Họ đã cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn rồi bỏ chạy, nhưng Zoran chạy sau đã bị hắn bắn cho một viên đạn, còn Sodam thì vẫn phải tiếp tục bỏ chạy để giữ tính mạng. Sau đó tên lính Nhật đã đưa Zoran quay trở lại trường học bị trúng đạn khiến cô bị thương nặng. Bà hiệu trưởng không muốn cô chết vì dù sao cô cũng là thành công đầu tiên mà bà có được, nên Zoran đã được đưa đi cứu chữa, rồi để cô nằm ở phòng y tế hồi sức. Mặc dù đã thoát khỏi tên lính Nhật nhưng Sodam không hề bỏ chạy, cô vẫn tìm quay trở lại trường học để cứu Zoran, nhưng cô chưa thể xác định được là Zoran đang bị nhốt ở đâu, chỉ có thể lùng sục khắp mọi nơi để tìm kiếm. Bên này sau khi biết ý đồ của mình đã bị lộ, cô giáo đã cho xả khí độc vào phòng ngủ của các nữ sinh nhằm mục đích tiêu diệt trước khi họ biết được sự thật. Còn lúc này Sodam đã may mắn tìm được Zoran, nhưng chưa kịp cởi trói thì bên ngoài đã có tiếng động. Sodam đánh liều đi ra kiểm tra, để rồi tên lính Nhật đã xuất hiện tấn công cô bất ngờ, sau đó thì thả cô vào một bể kính, liên tục xả nước vào trong để nhấn chìm cô. Sodam cố gắng thoát ra nhưng không thể, dần dần nước cũng đã dâng cao đến đầu, nhiệt độ của nước cũng càng ngày càng được hạ thấp. Lúc này một đoàn quân Nhật cũng đã kéo đến đây, dự định sẽ san bằng nơi này vì kế hoạch đã thất bại. Còn Zoran cũng đã tỉnh lại sau cơn mê, nhưng xung quanh lúc này đã không còn ai. Cô đi kiểm tra thì phát hiện ra một căn phòng, bên trong đầy những lồng kính đang cho đóng băng các nữ sinh. Thì ra tất cả những nữ sinh trước kia lên cơn điên đã được đưa đến đây, đó là những người bị hỏng trong quá trình đánh thức năng lực của họ. Cái kết là họ đã được đưa đến đây và bị đóng băng trong lồng kính. Zoran cũng đã tìm thấy cô bạn Sodam của mình cũng đang bị đóng băng ở đây. Điều đó làm cho cô vô cùng đau buồn, cũng vì thế mà cơn phẫn nộ của cô cũng đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Ngay lập tức cô đã đi tìm đám lính Nhật cùng với bà hiệu trưởng, binh lính cũng liền nổ súng để triệt hạ Zoran, nhưng những viên đạn không hề có tác dụng đối với cô, và cô chỉ cần vung một cánh cửa đã hạ được hầu hết lính Nhật có mặt ở đó. Còn bà giáo viên thì đã đi nhầm vào đúng phòng những nữ sinh còn sống, cái kết là bà ta đã bị họ lao đến sâu xé cho đến chết. Zoran cũng đã tìm thấy bà hiệu trưởng, cô ném một cú khiến bà ta bị đập mạnh vào tường. Ngay lập tức bà ta đã cầm súng bắn Zoran, nhưng cú bắn đã trúng bể thủy tinh đang để xác của Sodam, làm cái xác của cô bạn bị chảy ra khiến Zoran càng thêm phẫn nộ. Ngay lập tức cô đã lao đến vồ ngã bà hiệu trưởng, sau đó thì ném bà ta thẳng vào tường bị một thanh sắt đâm xuyên người. Cái kết là cả ngôi trường này chỉ còn lại một mình Zoran là còn sống, còn các nữ sinh khác thì cũng đã bị đóng băng đến chết. Bộ phim hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye.